3 sai lầm mà ai cũng mắc phải khi xây nhà lần đầu. 1. Không dự trù kinh phí và không có bản vẽ thiết kế rõ ràng. Nếu ngay từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, gia chủ tuân theo bản vẽ và thiết kế thì mọi khoản chi phí đều như dự tính ban đầu. Tuy nhiên trên thực tế thì đa phần các gia chủ đều có thay đổi trong quá trình thi công do nhận thấy nhu cầu thực tế khác hoàn toàn với kế hoạch ban đầu. Điều này rất dễ đẩy gia chủ vào thế bị động khi phát sinh thêm chi phí. Thậm chí nhiều người còn phát hoảng khi phí xây nhà độ lên gấp đôi, gấp ba so với dự tính ban đầu và không thể xoay sở kịp. 2. Chọn sai nhà thầu và không thuê giám sát. Sai lầm lớn nhất khi xây nhà mà nhiều người mắc phải nhất chính là chọn sai nhà thầu. Theo đó, kinh nghiệm đắt giá nhất mà nhiều gia chủ chia sẻ đó là không nên gọi thầu quen là bạn thân hay là người thân làm. Nhiều trường hợp do quen biết và muốn tiết kiệm chi phí nên lựa chọn nhờ bạn bè và người thân mà không trao đổi rõ ràng từ trước, không làm hợp đồng thi công. Bởi thế trong quá trình làm nhà có hư hỏng và sai sót, không vừa ý hay bất đồng quan điểm gì đó thì sẽ rất khó để có thể giải quyết. Vì thế, hãy tìm hiểu và lựa chọn các nhà thầu uy tín, tư vấn sát với thực tế, kinh tế của mình để tối ưu chi phí. 3. Không chú trọng trong thi công chống thấm. Nhiều gia chủ hay đợi thấm ở vị trí nào thì mới chống ngay vị trí đó thì sẽ hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn. Tuy nhiên, đây sẽ là sai lầm lớn nhất khi không chống thấm ngôi nhà của bạn ngay từ đầu hay thậm chí là bỏ qua bước chống thấm. Khi bạn nhận thấy vết ố nhỏ ở góc tường thì đã là lúc các mảng tường hay toàn bộ bề mặt tường đã bị thẩm thấu từ rất lâu, cấu trúc khung kim loại và bê tông đã bị giảm đi đáng kể. Khi đó thì chi phí chống thấm sẽ tốn gấp 2 đến 3 lần so với việc chống thấm ngay từ ban đầu. Thế nên là phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh, đừng để thấm rồi mới chống nhé.